Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video chia sẻ tiếp theo của mình. Trong video lần này, mình chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể lạp kim cương vào trong cái game Free Fire bằng cái thẻ cào điện thoại nhá. Thì các bạn nào mà sử dụng cái Viettel thì các bạn sẽ lạp bằng cái thẻ cào Viettel vào trong điện thoại của mình. Còn các bạn nào mà sử dụng bằng cái nhà mạng Vina hoặc Mobi thì các bạn sẽ mua của cái nhà mạng đó và các bạn sẽ lạp cho mình vào trong cái số điện thoại của các bạn nhé. Thì ở đây của mình đang sử dụng của nhà mạng Viettel cho nên là mình đã mua thẻ cào Viettel và mình đã lạp sẵn vào trong đây rồi. Tiếp đến thì các bạn sẽ truy cập cho mình vào cái nickname Free Fire của các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ đăng nhập vào Free Fire này và mình sẽ quay ngang điện thoại để cho các bạn dễ nhìn hơn nhé. Tiếp đến thì các bạn để ý ở góc trái trên cùng có một cái dãy số ở trên đây thì các bạn sẽ chọn vào cho mình. Và ở đây các bạn để ý ở trong cái ô này thì nó sẽ xuất hiện cho chúng ta một cái dãy chữ số là UID 2 chấm này và có hai cái hình vuông chồng lên nhau. Thì các bạn sẽ chọn vào hai cái ô vuông chồng lên nhau cái phần sao chép cuối cùng đấy nhá. Thì khi các bạn chọn vào thì nó ghi là đã sao chép ID. Vậy là mình đã sao chép cái ID của cái leak game Free Fire của mình rồi nhá. Và mình sẽ quay ra nhá. Và mình lại quay điện thoại để cho các bạn dễ nhìn hơn. Tiếp đến thì các bạn sẽ vào cho mình cái trình duyệt web tìm kiếm. Ở đây thì mình đang dùng iPhone thì mình sẽ vào Safari. Tiếp đến thì ở cái tìm kiếm web thì các bạn sẽ nhập cho mình là lạp thẻ. Các bạn sẽ gõ cho mình cái từ khóa là lạp thẻ VM nhá. Đây mình sẽ chọn đây. Tiếp đến thì các bạn sẽ chọn cho mình ngay cái dòng đầu tiên, cái trang web là lạp thẻ.vn. Mình sẽ chọn đây. Tiếp đến thì các bạn muốn lạp vào trong cái game Free Fire thì các bạn sẽ chọn cho mình vào Free Fire. Còn các bạn nào mà muốn lạp vào Liên Quân thì các bạn sẽ chọn vào cho mình là Liên Quân. Ở đây thì mình muốn lạp vào Free Fire thì mình sẽ chọn vào Free Fire. Tiếp đến ở chỗ này nó sẽ xuất hiện cho chúng ta 5 cái phần để chúng ta có thể đăng nhập. Các bạn có thể đăng nhập bằng Facebook, đăng nhập bằng Google, đăng nhập bằng Twitter, đăng nhập bằng VK và đăng nhập bằng ID người chơi. Thì vừa nãy mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn có thể sao chép được cái ID người chơi rồi. Cho nên mình sẽ chọn vào cái ID người chơi. Tiếp đến thì các bạn sẽ dán cho mình cái ID người chơi vào trong cái ô có chữ ID người chơi nhá. Mình sẽ chạm vào đây. Mình ấn giữ này. Và mình sẽ chọn dán này. Vậy là mình đã dán được cái ID người chơi của mình vào đây rồi. Và mình sẽ đăng nhập. Tiếp đến thì các bạn sẽ kéo lên cho mình nhá. Ở đây thì các bạn có rất nhiều cái phương thức để các bạn có thể thanh toán. Các bạn có thể thanh toán bằng ví Shopee Pay, thẻ Canada, Gaziana Sò, Viettel OTP. Và ở đây thì mình đang dùng cái SIM của nhà mạng Viettel. Và vừa nãy mình cũng đã lạp thẻ vào cái SIM của mình rồi. Thì mình sẽ chọn là Viettel SMS nhá. Còn các bạn nào mà sử dụng Mobifone thì các bạn cũng sẽ chọn vào cho mình là Mobifone SMS. Và các bạn nào sử dụng cái mạng Vina thì các bạn sẽ chọn vào Vina SMS. Đó, thì ở đây thì mình dùng Viettel cho nên là mình sẽ chọn vào Viettel SMS. Tiếp đến thì do mình hướng dẫn cho các bạn nên là mình chỉ nạp 10.000 thôi. Thì mình sẽ chọn vào là 10.000. Thì các bạn để ý ở đây nếu mà các bạn nạp 10.000 thì các bạn sẽ được 40 kim cương. Các bạn nạp 20.000 thì các bạn sẽ được 88 kim cương. Và ở đây thì mình sẽ chọn vào 10.000. Tiếp đến thì mình sẽ kéo lên nhá. Mình sẽ chọn là xử lý thanh toán. Và mình sẽ chọn mở. Ở đây thì đã có một cái dãy số để cho chúng ta có thể gửi tin nhắn đi. Thì ở đây thì các bạn chỉ cần chọn vào cho mình cái phần gửi tin nhắn đi nhá. Và các bạn sẽ chờ nhá. Thì các bạn lưu ý là ở đây do mình đang sử dụng thuê bao trả sau cho nên ở trong cái phần nạp kim cương bằng cái thẻ cào Viettel nó sẽ không hỗ trợ. Còn các bạn nào mà sử dụng bằng thuê bao trả trước thì nó sẽ hỗ trợ luôn nhá. Và nó sẽ báo ở đây là các bạn nạp thành công nhá. Và mình sẽ quay trở lại. Đó, vậy là cái video vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể nạp kim cương vào trong cái game Free Fire bằng cái thẻ cào điện thoại của các nhà mạng. Các bạn lưu ý là chỉ các thuê bao trả trước thì mới hỗ trợ là các bạn có thể lạp được kim cương bằng thẻ cào thôi nhá. Còn thuê bao trả sau thì sẽ không được. Thì xem xong cái video này, các bạn thấy cái video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ những cái video chia sẻ hữu ích tiếp theo của mình. Mình xin cảm ơn.